Rồi các bạn ơi, bây giờ mình quay tiếp cho các bạn xem. Bây giờ là đã vào mây rồi. Đã vào mây rồi. Tầng mây thứ 9 rồi. Rồi ơi nè mẹ, chỉ còn thấy cái sợi dây kéo mà đang ở trên cao rồi, nói gì nữa. Ở dưới là nó đang quéo lại hả? Đi té thiểm lại nha. Không nắm được. Mặt các bạn rỡ ai cũng đẹp hết trơn. Lên cao. Đấy, gãy quay. Đó, mình quay hết clip này luôn nha các bạn. Quá trình luôn. Chào tạm biệt. Giỏ của ai? Làm rất là lạnh nha. Rất là lạnh. Các bạn nhớ khi mà lên trên này là mình phải mặc áo lạnh nha, mặc áo ấm. Tại khi để đây là sương khói mờ nhân nhẫm luôn. Quá lạnh. Chim nữa, chim quyên. Rồi ra đây. Chào. Xin chào. Làm clip này tặng cho gia đình này. Quay tổng quan cái đường thấy các bạn. Rồi, thân chào các bạn nha. Hẹn gặp lại. Chúc các bạn vui vẻ, an lành. Chào tạm biệt. Chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay là mình đã chinh phục được đỉnh Phan Xipang. Đây, các bạn thấy đây. Mình quay cho các bạn xem. Thấy không vậy? Quá hạnh phúc luôn, đúng không? Đây toàn cảnh của những người mà hôm nay họ rất là vui, rất là hạnh phúc khi được có mặt hôm nay nha. Thầy phất phới nha.
chỉ là mây màu trắng mà. Đứng nhanh vô đây. Thấy không? Đây, đỉnh nè. Cái trồng nè. Xin chào giỏi đấy ngay nào, cô chú anh chị. Đây, phần xí măng. Bánh ăn đến tới mình. Đây, quá trời. Rất là thiên, rất là thiên kia. Bây giờ mình đi xuống nha. Đi rồi bỏ rồi nhá. Cái tay cái thẳng mà cứ cái tay cái cong rồi kìa coi. Đây, mình quay cho các bạn xem. Chỉ là một màu trắng thôi, không còn thấy gì hết. À, chỉ là một màu trắng. Đây, đi lại cái đỉnh đi. Ây dạ. Đi về đi. Đây, nhìn trên đây là rõ nhất. Cái này, mỗi đây chụp, bên này chụp vắng, đẹp hơn. Tất cả những quý khách đến đây đã chinh phục hôm nay. Màu trắng. Đi xuống tiếp tục. Cũng nguy hiểm, khá nguy hiểm thôi. Mình chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các bạn, chúc các bạn khỏe nha. Chào tạm biệt. Buồn lên rồi bên đây. Bắt đầu cáp đi xuống các bạn ơi. Ở lên đi xuống cái nữa. Xin chào. Rồi rạng rỡ luôn, gia đình rạng rỡ luôn. Xuống. Một độ cao. Quá cao luôn. Trời ơi đẹp nè. Mái phong. Rất là duyên phúc. Chào. Chào, đây là nhóm của mình. Nghe trăng nha. Rất là đẹp. Đông hơn không ạ? Nghe toán á. Nghe nói tiếng người Nam. Đây thành quá. Quá chừng này. Đây rồi đó. Đó rồi hạnh quá. Bây giờ chị đem đâu lên tiền đi không? Thấy màu màu. À. Mây bản lãng nghe, mây bản lãng trôi. Đó, các bạn thấy không? Quá đẹp. Quá đẹp. Ôi, ôi, cái đó.
Bây giờ ăn hay là bao giờ ăn? Bạn ơi, mình quay cho các bạn xem một cái điều đỉnh cao nhất 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 nhất. Đây là cái clip kỷ niệm, rất là kỷ niệm của mình. Có một cái chuyến đi Sapa thật là ý nghĩa. Để mình quay cái này cho các bạn xem nha. Đây, đó, rất là cậu nhỏ cậu nhỏ. Em quay mấy ngang á, mấy đẹp, mới đăng YouTube mà được. Còn không nó thiếu 2-3, quá mỏi ta. Bạn trẻ chào các coi. Công nhận cáp này nó dài thiệt á. Thì xứng đáng chú nhiều ơi, chú nhiều thấy chuyến đi này như thế nào, nói cho mình nghe cái coi. Chuyến đi này rất là ý nghĩa và tuyệt vời này. Ý nghĩa tuyệt vời nha. Không thể tưởng nổi mình chinh phục được cái đỉnh núi Phan Xipang. Quá nhiều luôn. Ủa sao cái sợi dây mà cáp mình đi qua mà giờ dẫn đi qua cái này ta, đúng không? Cái sợi dây cáp mình đi qua là sao ta? Đấy, có gì là tối nay cái nhà hàng Dao Đỏ đấy. Dao Đỏ ăn qua với anh ăn cơm đấy. Đúng là nó phải chạy trước mình nữa này, sao lại nó đi ngược lại đó. Như bên kia lại đi xuôi đó, không để không? Dao Đỏ. Những người thì có một chuyến đang đi lên, đó mình sẽ quay theo cho các bạn xem. Đúng không quay cái đó là dạng như nó đi chậm, cái đó nó đi chậm, còn của mình đi nhanh hơn. Nào ông coi cái cáp bên kia hồi lại đi qua mặt cái đó. Mà sao qua mặt được đó, đó nè, coi nè cái cáp kia nó qua nè. Nhưng mà sao nó qua nè coi nè, không nó có cái nó có cái lõm giữa lọt vô cái khớp kia lõm hết. Đúng nó, chút xíu mình quay tiếp cho các bạn xem nè, nó sẽ đi qua nè, coi nè, cái này mình kỹ hơn nè, rất là đẹp. Sao tất cả các bạn không coi nó đi qua này nè, đó vậy là nó dữ à, nó làm dữ.